Sóng trả lời. Cử sĩ Giác Minh, năm Dân Quốc 23, 1934. Hôm qua nhận được thư bà và thư của cư sĩ Phạm Cổ Nông. Biết bà đời trước vốn có thiện căn, nhưng do tập khí văn nhân chưa trừ được, nên gần như chẳng được lợi ích thật sự. Nay tu tập mà vẫn chưa biết mối tương quan rất lớn giữa tự lợi và lợi ta. Đừng nói chỉ người ngoài, ngay cả chồng, con, dâu, cháu, vân vân của chính mình đều nên dạy họ thường niệm Phật hiệu. Một là khiến cho bọn họ cùng giác thiện căn, đang trong khi cõi đời đại loạn này, nếu chẳng nương tựa vào Phật thì nguy hiểm đáng lo lắm. Hai là nếu lúc bình thường chẳng dạy bọn họ uốn nắm tập khí, thì một mai kia lúc bà sắp mất, bọn họ sẽ thuận theo tri kiến thế tục, tính chuyện phù trường khóc lóc mù quáng. Dẫu bà có công phu, tịnh nghiệp có thể tương ứng với Phật, được Phật tiếp dẫn, nhưng gặp phải những hành động đó phá hoại tịnh niệm, chắc chắn vẫn ở lại trong cõi xa bà. Từ trần xa kiếp này cho đến trần xa kiếp khác, vẫn bị luân hồi trong sáu nẻo. Do vậy, khuyên quyến thuộc niệm Phật chính là một đại sự khẩn yếu nhất. Quang là một ông tăng tầm thường chỉ biết đến cơm cháo, chẳng thể làm cho bà được hưởng lợi ích nơi diệu lý của kinh giáo. Chỉ có mỗi một việc này do từng trải mấy mươi năm là có thể làm cho bà đích thân được lợi ích trong đời này. Nếu bà làm theo được, sẽ chẳng khác gì cầu Phật tiếp dẫn bà và quyến thuộc cùng con cháu đời sau. Nay tôi đặt pháp danh cho bà là Triều Giác, có nghĩa là chính bà, quyến thuộc và những người quen biết đều cùng quy hướng A-di-đà Phật Đại Giác Thế Tôn vậy. Hiện thời, phạm vi hoạt động của nữ giới được nới lỏng, nếu chẳng dùng Phật Pháp để duy trì thì sau này chẳng biết biến đổi thành ra tình cảnh như thế nào nữa. Bà xưa đã có vệ căn, há chẳng dùng chuyện tự lợi lợi tha này để tịnh nghiệp của chính mình được thuần thục, cao đăng thượng phẩm hay sao? Nay tôi gửi cho bà một bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Đây là loại nguyên bản chứ không phải là loại trích yếu giản lược đang được lưu hành. Một bộ Tịnh Độ Thánh Hiển Lục, một bộ Cứu Kiếp Biên, một bộ Quán Âm Tụng in theo lối mộc bản. Quán Âm Tụng do một đệ tử bỏ tiền in nhà một vị tăng ở Nam Kinh giảng chánh. Vị này có học thức giảng chánh khá tốt cho đem khắc tại Dương Châu. Nhưng do vì chiến tranh, đường bưu điện thường chẳng thông suốt. Đến khi khắc xong, do đường bưu điện không thông nên phải đình lại lâu ngày. Sau đem bản khắc gửi đi, thì am của vị tăng đó bị kẻ có thế lực đoạt mất. Tâm tình đã loạn nên chẳng thể xét duyệt, thẩm định được nữa. Về sau, đem in ra 400 bộ, in xong đem lại mới biết sai ngoa khá nhiều. Do vậy, phải in riêng một bản đính chánh ghép vào. Xin hãy chú ý dựa theo bản đó mà sửa cho đúng. Một bộ lịch sửa thống kỳ in bằng lối mộc bản, hai bộ này không có người lưu thông vì phí tổn lớn quá, và các thứ khác xếp cho đầy biểu kiện đều có liên quan đến nhân tâm thế đạo, lại kèm thêm một lá thư gửi cho khắp mọi người, đúng là của báo truyền đời của mọi người. Văn tự tuy nông cạn hời hợt nhưng chẳng có một chữ nào vô dụng. Năm ngoái Phật Quang phân xã ở Vụ Nguyên được thành lập. Một đệ tử xin Quang viết lời tựa. Quang một mực không giữ lại bản thảo, nhưng với bà ấy đặc biệt, sao lại đem gửi đi, muốn gửi cho Phật học đặc san xã. Nhưng chần chừ chưa gửi, nay đem gửi tới cho bà, xem xong in truyền cho cư sĩ Phạm Cổ Nông. Bảo với ông ta, tôi đã đặt pháp danh cho bà để Quang khỏi phải viết thư cho ông ta nữa. Quang già rồi do sức túc nghiệp, sanh ra mới được 6 tháng liền bị bệnh mắt, suốt 6 tháng không mở được mắt, không ngớt tiếng khóc. Này đã hơn 70 tuổi rồi, gần đây mục lực rất yếu. Từ mùa đông năm ngoái hễ có thư từ gì gửi đến đều đều đặn. Sau này đừng gửi thư nữa, gửi đến quyết không phúc đáp để khỏi bị ôm nỗi đau Tây Hà. 7. Thư trả lời Nguyễn Tu Đại Sư, năm Dân Quốc 23, 1934. Tông chỉ niệm Phật là sanh lòng tin chân thật, tức tín, phát nguyện thiết tha, tức nguyện, chuyên chỉ Phật hiệu, tức hạnh, tín nguyện hạnh là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công niệm Phật hay nhất chính là nhiếp chọn sáu căn tỉnh niệm tiếp nối. Nhiếp chọn sáu căn chính là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh Phật, danh hiệu Phật, tức là thâu nhiếp ý căn. Miệng phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, tức là thâu nhiếp thiệt căn. Tai phải nghe cho rõ ràng rành rẽ, tức là thâu nhiếp nhĩ căn. Còn ba căn này vào Phật hiệu thì chắc chắn mắt chẳng thể nhìn loạn. Lúc niệm Phật mắt phải khép hờ,
tức là dù mí mắt xuống đừng có mở to mắt, mắt đã nhiếp thì mũi cũng chẳng ngửi loạn, tức là mũi cũng được nhiếp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng được nhiếp. Sáu căn đã nhiếp chẳng tán loạn thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật thì mới là tịnh niệm. Sáu căn chẳng nhiếp thì dù có niệm Phật, vọng niệm trong tâm vẫn tương bừng, khó được lợi ích thật sự. Nếu có thể thường nhiếp chọn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Thường giữ được tịnh niệm tiếp nối chính là nhân tâm bất loạn, dần dần sẽ đạt được niệm Phật tam muội. 8. Trả lời thư cư sĩ Vương Đức Châu ở Vân Nam, hai lá thư, năm Dân Quốc 20-1931. 1. Thư tuyên ngôn của cư sĩ Lâm, ngôn từ lẫn lý lẽ châu đáo rất hay. Chương trình hoạt động đại lược cũng hết sức nghiêm chỉnh, châu đáo, trọn vẹn, đủ thấy được tình trạng giáo hóa Phật Pháp hương thạnh ở Vân Nam vậy. Nhưng hãy nên tận lực vân giữ bổn phận, đừng học theo thói ham cao chuộng xa. Ví như mặc áo ăn cơm đều phải căn cứ theo kích cỡ thân thể, sức ăn của mỗi người. Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo kiểu, khát uống đói ăn thì dưỡng được thân tâm. Làm sai cách thì thân lẫn tâm đều bị thương tổn, chứ nào phải uống ăn áo vải mỏng áo kiểu là tốt hay chẳng tốt, mà là do người có khéo dùng hay không. Bất luận tư cách như thế nào đều phải giữ vẹn đơn thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Lại phải nên chuyên chú nơi pháp môn tịnh độ, vì cậy vào Phật tự lực so với ỷ vào tự lực khó dễ thật cách biệt vời vợi như trời với đất. Gần đây có những hạng người luôn phô phang sự giải thoát đẳng miệng, cho người niệm Phật là hủ bại đợi chết, xin chớ bị những tà thuyết ấy mê hoặc. Trong thời thế hiện nay, dẫu là bậc cổ Phật đã thành chánh giác thị hiện, chắc chắn cũng chẳng để sướng gì khác ngoài chuyện giữ vẹn đơn thường, tận hết bổn phận và chú trọng nơi pháp môn tịnh độ. Dẫu cho Đạt Ma Đại Sư thị hiện trong lúc này cũng sẽ dùng pháp môn cậy vào Phật lực để dạy dỗ. Thời tiết nhân duyên thật sự là căn bản. Trái nghịch thời tiết, nhân duyên cũng giống như mùa đông mặc áo vải mỏng, mùa hạ mặc áo kiều, đói uống khát ăn không chỉ vô ích mà lại còn thành hại. Trái nghĩa của Phật giáo hoàn toàn khế hợp đơn thường đạo lý. Trong đời có kẻ ngoại đạo thường hay xén trộm những danh từ Phật giáo để thực hành đạo vận khí luyện đan, rồi gọi Hoa Mỹ là tam giáo đồng nguyên, nho thích đạo cùng nguồn. Nguồn cố nhiên là đồng nhưng ngành nhánh thì khác. Nếu hữu chấp nhận kiểu đồng nguyên ngoài miệng của bọn dị kiến là nguồn cội của tam giáo, sẽ đắc tội lớn với thánh nhân tam giáo. Này dốc sức nơi luân thường và pháp môn tịnh độ thì tương lai ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ gặp được nguồn. Nếu bỏ điều này, coi pháp bí mật truyền dạy cách luyện đan là nguồn cội, sẽ trở thành vĩnh viễn mê mất nguồn cội chân thật, đi mãi trong nẻo tà. Hãy nên đem điều này nói với những tín sĩ có túc căn nhưng chưa biết cội nguồn của Phật pháp thì lại ít lớn lao lắm. Cảnh Kỳ Sương pháp danh là Đức Sương, Hàn Thọ Sơn pháp danh là Đức Sùng, phải biết vốn có tánh đức rất sáng suốt, lại cực cao quý, chỉ vì chẳng biết nên đâm ra tối tăm hèn kém. Nếu chịu kiểm điểm hết thảy, khởi tâm động niệm sẽ tự có thể khôi phục gốc, trở về nguồn, đích thân được thụ dụng, nhưng không thể không tận được chuyên chú giữ vẹn luân thường và niệm Phật. Dùng cách này để tự hành, lại còn đèn dạy người thì gọi là Phật tử. Đối với tất cả các sách của Hoàng Hóa Xã, hãy nên bảo họ gửi cho một hai phần để những lâm hữu thành viên của cư sĩ Lâm xem đọc, cũng như bảo họ gửi kèm theo thư mục để tiện việc muốn thỉnh sách nào có lợi cho người thì cứ theo danh sách đó mà thỉnh. Hiện nay có bộ Tăng Tu Lịch Sử Thống Kỳ đã in xong, chẳng bao lâu giảo đính hoàn thành, tôi sẽ gửi một hai bộ để kết duyên. Phổ Đà Sơn Trí có thể xuất bản vào cuối thu hoặc đầu đông, bộ Chánh Tín Lục của ông La Lưỡng Phong cũng có thể được xuất bản vào đầu thu. Nguyên văn bộ Tịnh Độ Thập Yếu sẽ được xuất bản vào mùa hạ hay mùa thu năm sau. Bộ sách này rất hữu ích cho tịnh nghiệp hành nhân. Do có những việc như vậy nên Quang chưa thể cự tuyệt hết thảy, tuy mang tiếng bế quan nhưng vẫn bận bịu đủ chuyện. Đợi đến khi những việc ấy xong xuôi, ắt sẽ cự tuyệt hết thảy để mong đến ngày 30 tháng chạp không bị chướng ngại, theo Phật vãng sanh. Sau này không có chuyện cần thiết thì chớ nên gửi thư đến, bởi tôi chẳng đủ tinh thần, không có sức đáp ứng. 2. Nói ngày 30 tháng chạp nghĩa là nói chuẩn bị sẵn, chứ không phải là biết trước lúc mất sẽ nhằm ngày 30 tháng chạp. 30 tháng chạp là ngày năm cùng tháng tận, cho nên cổ nhân thường mượn từ ngữ này
để ví cho lúc chết, nếu bình thường chẳng sớm chuẩn bị sẵn, đến lúc ấy chắc chắn tay chân cuống quýt. Nhóm bề người các ông Trần Chánh Am vân vân đã muốn quy y thì hãy nên dựa theo văn sao ra ngôn lục để tu trì thì mới chẳng phụ cái tâm ấy. Hiện nay các nơi ngoại đạo rất nhiều, bọn họ đều coi luyện đan vận khí cầu thành tiên sanh lên trời là chuyện tột bậc. Đã quy y Phật pháp thì chớ nên kim tu những pháp ấy nữa, tà tránh xen tạp thì tránh cũng thành tà. Lại nữa, ai nấy đều nên giữ vẹn đơn thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Ắt phải lấy nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, làm nhiệm vụ trọng yếu để vun đắp quốc gia, khiến cho ai nấy đều hành theo những điều này, thì lẽ đầu thiên hạ chẳng tự được thái bình. Nay thiên hạ loạn lạc cội nguồn đều do chẳng bàn đến sự giáo dục trong gia đình, chẳng nhắc đến nhân quả báo ứng, nên mới ươm thành mối họa vậy. Nay tôi gửi 7 bộ tăng tu lịch sử thống kỳ mới được in, 4 bộ chánh tín lục nhận được xin hãy châm trước mà phân phối. Chánh tín lục phá được thiên kiến hẹp hòi câu nệ bậc nhất, thiện căn của người đọc sách bị những vị tiên sinh bên lý học đoạn dứt. Nhưng các vị tiên sinh bên lý học đều trộm lấy những nghĩa lý của Phật pháp để tự xưng hùng, lại sợ người đời sau học Phật bèn ra sức bài xích, hòng ngăn lớp hàng hậu học để họ chẳng biết đến Phật pháp. Nhưng làm sao ngăn trở được người có chút túc căn, chẳng qua là dùng mánh khóe ấy để người căn tánh trung hạ không cách nào đích thân được vội nhuần pháp trạch vậy. Nay tôi đặt pháp danh cho mỗi người trong bọn họ, xin hãy chia thư ra giao cho họ, hoặc đem những ý chánh yếu trong thư này viết lại gửi đi để mỗi người tự sao lấy. Không có hình gửi kèm theo, chỉ mong lễ Phật niệm Phật. Dùng hình tôi nào có ích chi, cõi đời hiện thời đã loạn đến cùng cực, thiên tai nhân họa không lúc nào nhiều hơn lúc này. Trong thời thế này, mọi người đều phải phát tâm cảm kích, ai nấy phải nỗ lực tu đạo, làm người trong luân thường và ứng xử hàng ngày, kiêm tu pháp môn tịnh độ, đấy gọi là tu chân ngay trong cõi tục, sống trong cõi trần học đạo, Phật pháp lẫn thế pháp đều cùng hành. Nếu trong những kiếp xưa chẳng gieo căn lành, danh hiệu Phật còn khó được nghe. Nếu chẳng tích cực tu trì, sẽ trở thành lên núi báu trở về tay không, cô phụ ân Phật và tánh linh của chính mình quá lắm. 9. Trả lời thư cư sĩ Châu Tụ Nghiêu đính kèm nguyên văn thư hỏi năm Dân Quốc 20-1931. Này còn có một nghi vấn, thỉnh cầu lão pháp sư tỷ từ bi khai thị. Đệ tử ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, nhân vì người tin Phật được mười phương tam thế chư Phật hộ niệm, thiền lòng bát bộ đại lực thần vương thường theo ủng hộ, ác nghiệp những đời trước cũng dần dần được tiêu diệt, dù có oán đối cũng chẳng thể hại được. Đấy chính là điều kinh Phật đã nói, quyết chẳng phải là lời nói dối. Vậy mà trong tháng 3, con nhận được tin từ mẹ con ở Thượng Hải gửi đến, cho biết có bà Trương hết sức tin Phật, ăn chay đã hơn 20 năm, thường đến cư sĩ Lâm nghe kinh, gặp ai cũng khuyên niệm Phật ăn chay, tâm hết sức từ bi làm lành. Nào ngờ một bữa kia, mang đồ chay đến cho một vị sư huynh nọ, đi đường bị xe hơi tông chết, sau đó sở cảnh sát giao thông đem xác về. Đến 3 bữa sau, con cháu trong nhà mới biết chuyện, đến lãnh về tẫn liệm. Con nghe câu chuyện này xong, trong tâm hết sức kinh hãi, đến nay ngờ vực không giải quyết được. Hơn nữa, những người trong Phật hội nghe như vậy cũng đều bất an, vì thế con mới đặc biệt dâng thư này, khẩn cầu lão pháp sư chỉ bày nguyên do, vì sao bà ta lâm chung lại khổ sở đến thế, rốt cuộc bà ta có được vãng sanh Tây Phương hay chăng, xin hãy giảng minh bạch điều này, khiến cho mọi người an tâm niệm Phật, cảm tạ ơn đức khôn cùng. Nhận được thư, biết các hạ đối với đạo lý Phật pháp còn chưa thật sự hiểu rõ, chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên, kinh Hoa Nghiêm dạy, giả sử ác nghiệp hữu thể tướng giả, thập phương hư không bất năng dung thọ. Giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không cũng chẳng thể chứa đựng được. Phải biết, người tu trì nếu chân thành không dối trá thì có thể chuyển được nghiệp, chuyển quả báo nặng nề ở đời sau thành quả báo nhẹ trong đời này. Phàm phu mắt thịt chỉ thấy được những sự thực cát hùng hiện thời, chẳng thể biết nhân quả quá khứ và vị lai như thế nào. Như bà cụ ấy tu tập tinh giỏi nhiều năm, một bữa kia chết thảm có thể là do khổ báo ấy sẽ tiêu diệt được quả báo trong tam đồ ác đạo đã tạo, được sanh trong thiện đạo.
Nếu lúc còn sống có tín nguyện chân thật thì cũng có thể vãng sanh Tây Phương, nhưng chúng ta đã không có tha tâm đạo nhãn, chẳng dám ước đoán là quyết định vãng sanh hoặc quyết định chẳng vãng sanh, chỉ có thể nói quyết định làm lành ắt được báo lành, làm ác quyết mắc báo ác. Làm lành mà mắc ác báo thì chính là quả báo của ác nghiệp đời trước, chứ không phải là quả báo của thiện nghiệp trong đời hiện tại. Các ông trông thấy cụ già đó bị quả báo ấy, trong lòng chắc là có tà kiến, làm lành vô phước, điều thiện chẳng đáng làm, cho nên mới kinh hoàng ngờ vực. Truy kiến như vậy thì có khác gì người chưa được nghe Phật Pháp đâu. Nếu hút tin sâu lời Phật, quyết chẳng vì chuyện này mà có thái độ kinh hoàng ngờ vực ấy. Bởi lẽ chuyện nhân quả trùng điệp vô tận, nhân này chưa kết thành quả báo, quả kia đã chín trước, giống như trồng lúa vậy. Thứ lúa chín sớm thu hoạch trước, giống như thiếu nợ, kẻ có sức mạnh lôi đi trước. Thời xưa có kẻ suốt đời làm lành, khi lâm chung chết thảm để tiêu túc nghiệp, đời sau lại được phú quý tôn vinh. Như một vị tăng ở chùa Dục Vương, chùa A Dục Vương, đại tống, muốn tu bổ điện thờ Xá Lợi, nghĩ nghi thân vương có thế lực, bèn đến quyên mộ, quyên chẳng được mấy, phát phẫn quá mức, bèn dùng búa chặt tay trước điện thờ Xá Lợi, chảy máu đến chết. Ngày khi đó vương gia sanh được một đứa con, cứ khóc mãi không ngừng, vú em bỏng đi chơi, đến chỗ có treo hình tháp Xá Lợi liền nín, đi khỏi lại khóc. Bà vú bèn lấy bức hình ấy xuống, bà vú thường cầm bức hình ấy giơ ra trước mặt thì vĩnh viễn không khóc. Vương nghe vậy lấy làm lạ, bèn sai người qua chùa Dục Vương hỏi tin vị tăng ấy, thì ngày sanh của đứa con đó đúng vào ngày ông sư ấy chặt tay chảy máu đến chết. Vương bèn một mình tu bổ điện Xá Lợi, đến năm đứa con ấy tròn 20 tuổi, Ninh Tông Bằng không có con, bèn cho chàng trai ấy nối ngôi làm hoàng đế 41 năm, tức là Tống Lý Tông 1225-1265 vậy. Cái chết của ông tăng ấy cũng là thảm tử, nếu chẳng thường khóc không ngừng, thấy bức vẽ Xá Lợi bèn nín, ai biết được đứa bé ấy chính là hậu thân của vị tăng đã chặt tay chết thảm. Chuyện này chép trong A Dục Vương Sơn Chí, năm Quang Tự 21-1895, Quang đến lễ Xá Lợi mấy chục ngày đọc được chuyện này. Người hiểu lý, gặp bất cứ hoàn cảnh như thế nào, quyết chẳng nghi nhân quả quả, có sai lầm, hoặc lời Phật có dối. Người không rõ lý, chấp chết cứng và quý củ, chẳng biết nhân quả phức tạp đến nỗi lầm lạc, nảy sanh nghi ngờ, bàn bạc. Nói chung là do tâm không có chánh kiến, như nói người niệm Phật có tam bảo gia bị, lòng thiền che chở, đấy là lý nhất định, hoàn toàn chẳng hư vọng. Chỉ vì chưa hiểu rõ lý, truyền báo nặng đời sau thành báo nhẹ đời này, nên chẳng khỏi bàn bạc nghi ngờ không hợp lẽ như thế. Xưa kia dưới hiền vận sư ở Tây Vực, đức cao khắp đời, đạo lễ lừng tứ trúc. Bốn xứ thiên trúc do tốt nghiệp nên thần mắc ác bệnh khổ sở cùng cực, chẳng thể chịu đựng nổi, muốn tự tử. Chợt thấy ba vị Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền Quán Thế Âm giáng xuống bảo: ông trong kiếp xa xưa kia nhiều lần làm quốc vương đã hại chúng sanh, đáng lẽ đã ác đạo từ lâu, do ông hoằng dương Phật Pháp nên phải chịu nỗi đau khổ nhỏ này trong cõi đời để tiêu diệt nỗi khổ địa ngục cả kiếp dài lâu. Ông nên gắng chịu đựng. Xứ Đại Đường có một vị tăng tên là Huyền Trang, 3 năm nữa sẽ đến đây học Pháp. Dưới hiền vận sư nghe xong dáng chịu đau sám hối, lâu ngày lành bệnh. Đến 3 năm sau, ngài Huyền Trang đến đó. Ngài dưới hiền bảo đệ tử thuật lại tình trạng đau khổ của căn bệnh. Người kể lại nỗi khổ nghẹn ngào ứ lệ, đủ thấy sự khổ ấy rất lớn. Nếu chẳng hiểu rõ nhân trong đời trước, người ta sẽ nói dưới hiền chẳng phải là vị cao tăng đắc đạo, hoặc sẽ nói bậc đại tu hành như vậy mà vẫn bị bệnh thảm như thế. Phật Pháp, linh cảm lợi ích ở chỗ nào? Những gì trong tâm các ông biết nhỏ nhoi quá, nên thấy chút tướng lạ liền sanh kinh nghi. Người không có thiện căn bèn thoái thất đạo tâm, nếu thấy người tạo ác hiện tại được phước báo thì cũng sẽ khởi tâm tà kiến như thế, chẳng biết đều là tiền nhân hậu quả, và chuyển quả báo nặng nề trong đời sau thành quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời, cũng như chuyển quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời thành quả báo nặng nề trong đời sau, vân vân, đủ mọi lẽ phức tạp khác nhau. 10. Thư trả lời cư sĩ Đức Sướng, năm Dân Quốc 23-19. Nhận được thư ông và thư thầy Minh Đạo, biết đứa con thứ ba mới 20 tuổi chợt bị chết yểu, khôn ngăn than thở, huống chi ông nuôi dạy bấy nhiêu năm, phí ngẩn ấy tinh thần tiền của, trong lòng sao khỏi cảm thương. Tuy nhiên chớ nghĩ chính mình một lòng sốt sắng làm chuyện công ích, quy y Phật Pháp,
sao chẳng được Phật che chở rồi đâm ra oán hận. Phải biết chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Hoặc ta thiếu nợ người, hoặc người thiếu nợ ta. Hoặc ta thiếu mạng người, hoặc người thiếu mạng ta. Do đôi bên thiếu hút nợ nhau nên sanh ra đủ loại con cái khác nhau. Có đứa trả nợ, có đứa đòi nợ, có đứa báo đức, có đứa báo oán. Trong đời này, tuy ông khởi tâm xử sự mọi chuyện rất tốt, há lẽ nào nhiều đời nhiều kiếp đều hoàn toàn không có tội nghiệp gì ư? Vì thế gặp cảnh ngộ bất như ý, con người chỉ nên phát tâm sám hối tội nghiệp, chẳng nên sanh ý tưởng oán trời trách người. Nếu có thể phát tâm sám hối, chẳng sanh oán hận, đó là gặp nghịch cảnh vâng chịu, phước về sau có thể suy lượng được. Đứa con này của ông đại khái là do đòi nợ mà đến, đòi đủ nợ rồi bèn lìa đời. Chủ nợ đã đi rồi sao ông không sanh ý tưởng giải thoát nghiệp lụy, lại nảy sanh lòng oán trời trách Phật, trở thành điên đảo vậy ư? Năm Dân Quốc thứ 8, 1919, ông Vương Tri Tường ở Bắc Thông Châu, tên tự là Thiết San, có một đứa con rất thông minh, rất hiếu thuận. Đứa lớn mắc bệnh thần kinh, tâm ông Thiết San mong mỏi đứa nhỏ này sẽ kế thừa tiếng tăm gia đình. Năm nó 21-22 tuổi, đã cưới vợ, sanh được một gái. Một ngày nọ bệnh nặng sắp chết, Thiết San đau khổ cùng cực gào lên: "Ích ơi, người đã đến làm con ta sao lại muốn bỏ đi trong khoảnh khắc này?" Đứa con ấy trừng mắt nói giọng Quảng Tây: "Tao nào phải là con nhà mày, tao là người thứ 14 Nói xong chết liền. Trước kia lúc ông Thiết San giữ việc binh bị ở Quảng Tây, lập kế giết 13 tên đầu lĩnh giặc cướp ra hàng. Trước hết dùng cách đối đãi thật chiều chuộng đồng hậu để xoa dịu mời chúng ăn cơm, lại còn mời những người có danh vọng lớn đến buổi tiếp, thưởng cho mỗi tên 24 đồng, bảo chúng ban ngày bận lắm không thể chuyện trò cặn kẽ cùng các ngươi được, tới tối hãy đến, sẽ xếp đặt chức vụ cho mỗi người trong bọn ngươi. 13 người đó chẳng biết ông muốn giết họ, lại kéo một người bạn thân cùng đi, cho rằng ông Thiết San sẽ nể tình, cũng xin cho người ấy được một chức vụ tốt. Tối hôm ấy họ đến, cứ qua một cửa, liền khóa ngay cửa ấy lại, đặt phục binh trong hoa sảnh. Bọn họ đến nơi, Thiết San rút đao, đang đeo ra chém phục binh cùng ủa ra giết, chặt được 14 cái đầu lâu, cũng chẳng biết tên họ là gì. Nào biết người ấy chính là đứa con này, uổng công hơn 20 năm nuôi dạy nhọc nhằn, đến lúc chết lại trừng mắt quát tháo, chẳng nhận Thiết San là cha. Nói chung cá nhân trở thành con cái trong cõi đời chẳng ngoài bốn nghĩa: đòi nợ trả nợ, báo ân báo oán. Đứa con này do đời trước ông đã thiếu nợ nó, sạch nợ liền đi, nếu là trả nợ và báo ân thì sẽ được nó hiếu dưỡng. Hơn nữa ông đã quy y Phật Pháp, phải hiểu thế gian mọi sự vô thường. Nếu chẳng cực lực niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sẽ theo nghiệp luân hồi trong tam đồ lục đạo, làm sao ngưng ngớt cho được. Với cái chết của đứa con này, càng phải biết hết thảy mọi sự đều không nương cậy được. Chỉ có Tây Phương A Di Đà Phật chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hết thảy chúng sanh bọn ta. Từ đấy phát tâm cảm kích, phát tâm tinh tấn, đem những công đức ta đã làm và công đức niệm Phật đều cùng hồi hướng vãng sanh Tây Phương. Ông làm được như thế thì cái chết của đứa con này chính là lời nhắc nhở, thúc đẩy ông, tránh cho ông khỏi bị mê muội bởi phước báo quyến thuộc thế gian, đến nỗi chẳng sanh lòng nhàm đìa xa bà, cũng như không sanh lòng ưa muốn cực lạc. Vì thế giáng cho ông một gậy vào đầu đau buốt, hóa ra ông chẳng quan sát nhận hiểu nơi bản thân, lại sanh khởi đủ mọi ngu kiến oán trời oán Phật, trở thành mê gốc chạy theo ngọn, chẳng biết tự phản tỉnh. Người đời thường hay khoe khoang kiêu căng bởi những công đức chính mình đã tạo, dễ dãi đối với những tội lỗi chính mình đã gây. Còn người ai không tội, đừng nói chi quá khứ, nếu chỉ nói trong đời này thì đã giết đủ loại chúng sanh cho sướng miệng bụng. Chúng nó nào phải gỗ đá, chẳng biết đau khổ, chẳng muốn sống, chỉ mong người ta giết ăn ư? Ông đã giết ăn nó, tương lai nó nhất định cũng muốn giết ăn ông. Suốt một đời con người không biết đã ăn bao nhiêu sanh linh, có nên lớn lối bảo ta vô tội bị trời phạt lắm hay chăng? Do vậy nói chung, thường nhân chẳng thấy được bản thân có lỗi. Nói chung, thánh nhân chẳng thấy chính mình có đức. Chẳng thấy có lỗi thì tội chất như núi, chẳng thấy có đức thì đức cao tẩy trời. Ông chớ có nói như kẻ ngu si, hãy cực lực làm lành, nỗ lực niệm Phật. Tất cả hết thảy công đức thiện sự lợi người đều nên hồi hướng vãng sanh Tây Phương, thì tâm hạnh trong đời hiện tại sẽ khế hợp với tâm hạnh của thánh hiền,
Đến khi lâm chung chắc chắn được A-di-đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Đấy chính là lúc gặt hái công lao, kết quả vậy. Nếu chẳng sanh Tây Phương thì chuyện lành đã làm sớm hay muộn đều hưởng quả báo. Nhưng quả báo do giết ăn chúng sanh cũng khó khỏi phải trả, đáng sợ lắm thay. 11. Thư trả lời cư sĩ Hứa Hy Đường, Nam Dân Quốc 20-1931. Lạc Huệ Bân đến cầm theo thư ông và danh sách những người khác xin quy y. Biết cư sĩ niên kỷ đã 65, một con một cháu đều bị chết yểu, luận theo nhân tình thế gian thật đáng đau lòng. Nếu luận theo pháp môn tịnh độ liễu sanh tử thì thật là nhân duyên tối thắng để siêu phạm nhập thánh. Người thế gian sanh ra chẳng biết từ đâu đến, chết đi không biết sẽ về đâu, thật là một đại sự trọng yếu trong đời người. Chỉ vì tâm niệm coi trọng con cháu nên đâm ra coi thường, bỏ qua đại sự sanh tử của chính mình. Nếu con cháu của cư sĩ trường thọ làm quan, chắc sẽ bị phú quý phước lộc làm mê, sợ rằng khó phát được cái tâm quy y tam bảo, xin thọ ngũ giới này. Bất quá chỉ mong phước thọ chết tốt lành là cùng. Đối với pháp thân huệ mạng vẫn không nghe không tin, nếu như chuyện gì cũng vừa ý, há có thể nào vượt ra ngoài? Chuyện sống uổng chết phí được hay chăng? Cảnh ngộ hiện thời chẳng tốt đẹp, biết đời người không gì chẳng phải là khổ, lại được đọc tường tận các sách tịnh độ, biết chúng ta vốn sẵn có chốn quê cũ an lạc để yên thân lập mạng, suốt ngày chỉ nghĩ đến Phật, chỉ cầu tịnh độ, mãi cho đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương siêu phạm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, để tột cùng đời vị lai hưởng diệu lạc thủ thắng. Do vậy mới nói, con ấy, cháu ấy quả thật đã thành tựu đại sự liễu sanh tử cho ông nên mới mất trước. Hãy nên dành tâm cảm kích lớn lao, nguyện dùng công đức niệm Phật của chính mình để tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng thiện căn cho họ, ngõ hầu họ cũng được nương theo Phật tử lực vãng sanh Tây Phương, khiến cho người con người cháu ấy chẳng uổng công chết sớm. Người khéo đạt lợi ích thì không chuyện gì chẳng phải là chuyện lợi ích. Người cam lòng chịu bị tổn hại thì không chuyện gì chẳng phải là chuyện tổn hại. Tùy theo kiến giải của mỗi người như thế nào. Ông đã phát tâm quy y, nay tôi đặt pháp danh cho ông là Đức Hy, nghĩa là dùng đại bồ đề tâm, mong cho dù ta hay người đều được gọi từ quang của Phật, sanh về tịnh độ của Phật. Tất cả những nghĩa lý tam quy, ngũ giới thập thiện đã giải thích đại lược trong bộ văn sao nên không ghi lại nữa. Đối với việc tự thệ thọ giới, nơi thư gửi cho bà từ trong bộ văn sao cũng đã có nói qua nên cũng không cần phải nhắc lại. Điều đáng nói là phải chăm chú coi trọng thật hành. Nếu người học Phật chẳng chú trọng tận tụy thực hành thì có khác gì kép hát trong cõi đời đâu. Trên sân khấu khổ sướng buồn vui diễn cho thật giống như đúc, nhưng thật ra cũng chẳng có mảy may gì liên quan đến ta. Như vậy sẽ trở thành gã si, hàm danh ghét thật, tâm muốn lừa người dối Phật, thật sự chỉ tạo thành cái lỗi lừa người dối Phật. Người còn chẳng nên lừa, huống gì là Phật, phải chú trọng thật sự thực hiện thì mới nên. Đối với việc tu trì, hãy nên chuyên chú tịnh độ, bởi ông đã gần đến tuổi cổ hy, 70 tuổi, ngày tháng không còn được mấy. Nếu muốn đọc rộng rãi các kinh luận đại thừa sẽ không đủ tinh thần, không đủ tri thức, mà lại chẳng có đủ thời gian. Chỉ có một pháp sanh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương là pháp môn vô thượng thánh diệu bậc nhất. Hãy nên chết sạch cái tâm mong ngóng, một vài gánh vác quyết định ngay trong đời này giã biệt ngũ trược cao đăng chín phẩm. Lại nên phát tâm đại từ bi, vì hết thảy những người quen biết nói lợi ích của pháp môn này, khiến cho bọn họ đều cùng tu tập, thì công đức của chính mình càng thêm rộng lớn. Đối với người ngoài còn như thế, huống gì đối với vợ, con dâu, cháu dâu của chính mình, nỡ để họ chẳng được hưởng ích lợi nơi pháp cư. Một là để an ủi vợ ông trong cảnh già, hai là để an ủi nỗi thê lương của con dâu, cháu dâu, khiến họ cũng do pháp này được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, thì thật là có công hiệu lợi người. Thêm nữa, người niệm Phật nếu đã chứng đạo thì lúc lâm chung, mặc cho giao cắt hương bùi, chọn chẳng hề có chuyện động niệm nên không có những cái được gọi là tổn hại hay lợi ích. Nếu chỉ có sức tu trì, chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tỉnh không, khi lâm chung được người khác trợ niệm sẽ quyết định được vãng sanh. Nếu gặp phải quyến thuộc vô tri, ngày trước khi chưa chết đã tắm rửa thay quần áo sẵn, khiến cho người giác mất bị rời động chịu khổ. Dù chẳng bị khổ, nhưng vừa bị rời động thì tâm chẳng thể quy nhất nơi Phật.
Do thân thể bị động, tâm liền chẳng thể triệt để thanh tịnh thuần nhất. Nếu lại còn đối trước người sắp mất khóc lóc, thì chính người sắp mất ấy cũng sanh ái luyến, nên chẳng tương ứng cùng Phật, muốn được vãng sanh chẳng có cách nào. Do vậy lúc thường ngày phải làm cho họ biết lợi hại, phải thường bảo với họ để đến khi tránh mình lâm chung. Đến khi chính mình lâm chung, bọn họ chính là người trợ đạo, không chỉ có ích cho ta mà đối với bọn họ đều có lợi ích lớn lao. Nếu chỉ biết tự mình tu trì, chọn chẳng thuật lẽ lợi hại của bọn họ, lúc ông lâm chung chắc chắn bọn họ sẽ là kẻ phá hoại chánh niệm, chắc chắn chẳng giúp cho ông tịnh tâm để được vãng sanh. Ông đã tin quang, quang chẳng thể không vì ông tính kế. Do quang từng trải 52 năm, biết rất kỹ lẽ lợi hại tại đâu. Nếu chẳng nói với ông sẽ chẳng chọn hết phận mình. Em trai ông là Tiếp Khanh cũng đã 60 tuổi rồi, cũng nên đưa thư này cho xem. Phải biết trong Phật pháp, pháp môn vô lượng. Nếu muốn cho phàm phu nghiệp được đầy thân, được liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, mà liền phát tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương này, thì Đức Phật cũng chẳng nói được pháp môn thứ hai nào khác. Hay thể các pháp môn khác đều phải tu đến mức nghiệp tận tình không mới có phần liễu sanh tử. Nếu như còn mảy may nào chưa tận thì sanh tử vẫn y như cũ, chẳng giải quyết xong. Nếu luận về nghiệp tận tình không thì hiện thời sợ rằng cả cõi đời cũng khó kiếm được một hai kẻ. Nếu do tín nguyện niệm Phật cầu sanh thì vạn người chẳng sót một ai. Đã niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, thương xót hết thảy, yêu tiếc danh mạng loài vật, kinh giết ăn chay, rộng hành phương tiện. Ngõ hầu tâm này thường tương ứng với tâm Phật thì mới nên. Nếu bề ngoài làm ra vẻ tu trì, bên trong không có tâm chân thật, đó là người giả thiện. Kẻ giả thiện làm sao đạt được lợi ích chân thật? Thêm nữa, bà Đàm nhà họ Lạc là thu tổ mẫu, bà thím của ông Bân Chương, 81 tuổi, bàng Thái Phương, sống ở ngõ Ải Nhãn, cửa Đông. Hai người này cũng đều cầu thọ tam quy ngũ giới. Xin hãy đem ý này bảo lại cho họ. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong bộ văn sao, ở đây không nhắc lại nữa. Này cõi đời hiện thời đã loạn đến cùng cực, thiên lý nhân luân gần như bị phế bỏ hoàn toàn. Để trở về cái thời, con người chẳng khác gì cầm thú. Xét đến nguồn cội gây ra nông nỗi này, đều là do chẳng xem nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi là những lý thực, sự thực. Do vậy điều thiện không được khuyến khích, điều ác không bị trừng phạt, khiến cho tâm không có chỗ nương tựa, nên bị một trận gió Âu Tây thổi qua. Từ đấy cái gốc bèn bị biến đổi dữ dội, rốt cuộc trở thành hiện tượng như hiện thời. Này muốn đẩy lùi con sóng cuồng loạn, nếu chẳng lấy việc đề xướng nhân quả báo ứng làm tiêu chuẩn, thì dù có phương cách hay ho cũng chẳng có hiệu quả thật sự gì. 12. Thư trả lời Hòa Thượng Quảng Diệu, năm Dân Quốc 20-1931. Hình Tam Thánh do Trường Miện Đường vẽ tuyệt khéo, tiếc là vẽ bằng móng tay nên có những chỗ tỉ mỉ chẳng thể vẽ được. Nếu dùng bút để vẽ sẽ trang nghiêm hơn, còn lời tán tụng như đã nói tính soạn hơn 100 chữ, nhưng vì chẳng hề luyện chữ nên viết không được. Do vậy chỉ chép lại bản thảo, xin tọa hạ hãy viết, rồi hoặc ghi tên của tọa hạ, hoặc dùng tên của Ấn Quang như thế nào cũng được. Núi mây xa cách, may được chuyện trò, nay gửi văn sao, ra ngôn lục, an sĩ toàn thư, quán âm tục, tăng tu lịch sử thống kỷ, mỗi thứ hai phần. Một phần xin ngài tự giữ, một phần chuyển cho ông Trương Miện Đường. Quang đã già rồi, tinh thần chẳng đủ, từ đây về sau xin đừng đem chuyện bút mực nhỏ cậy. Ngay cả hỏi về những chuyện trong pháp môn, cũng xin tìm hỏi với những bậc dựng cao tràng pháp khác. Ngõ hở mỗi chuyện đều được hợp lẽ. Bài ca tụng hạnh đẹp của ông Trương, xin xem trong chương tán tụng. 13. Thư trả lời cư sĩ Dương Đức Quán, năm Dân Quốc 20-1931. Hiện tượng Hoàng hậu giác khá có ích lớn lao cho người học Phật. Bất luận là rốt cuộc ông ta vãng sanh hay đọa lạc, thôi đừng bàn đến. Nếu người niệm Phật biết được hiện tượng khi lâm chung của ông ta, chắc chắn chẳng dám theo đuổi pháp liễu sanh tử một cách hời hợt nữa. Xem hành vi cử chỉ của ông ta dường như rất trí thành, nhưng có những cảnh tượng được biểu hiện khi ông ta lâm chung thì trong lúc thường nhật ông ta chưa hề nỗ lực dụng công nơi tâm địa. Cũng như có lẽ trước kia ông ta có những nghiệp như keo tiếc tiền của khiến cho người khác bị mất mạng, hoặc keo tiếc lời nói khiến cho người khác tán mạng, vân vân mà thành ra như vậy. Keo tiếc lời nói khiến cho người khác mất mạng
là như ta biết chỗ có giặc cướp và biết chỗ có thể trốn tránh được, nhưng vì tâm không từ bi, thích mấy người khác mắc họa cho nên chẳng chịu nói. Chuyện ấy, tâm ấy khiến cho thiên địa quỷ thần rất phẫn nộ. Do vậy lúc lâm chung chẳng nói được, cũng như có chuyện như ghét nghe tiếng niệm Phật, vân vân. Hiện ra tình cảnh không chết trong khi ấy, tức không chết trong khi đang có người niệm Phật để trợ niệm, và khi người trợ niệm đi rồi thì không lâu sau liền chết. Điều này hoàn toàn tương đồng với chuyện keo kiệt tiền của, keo kiệt lời nói khiến cho người khác bị tổn mạng. Tuy không đoạn làm ngạ quỷ, nhưng tánh khí ấy là tánh khí của ngạ quỷ. Có người nói ông ta được vãng sanh là nhờ vào chú lực của ông Dịch Tử Tuấn. Chú lực cố nhiên chảnh thể nghĩ bàn, nhưng với người nghiệp lực nặng nề thì cũng chẳng dễ gì được hưởng lợi ích. Do vậy nếu biết chắc chắn ông ta đã được vãng sanh Tây Phương thì may ra mới có chuyện đó. Đã không có chứng cứ, chớ nên đoán mò. Có người nói ông ta đã đọa vào ngạ quỷ đạo, căn cứ vào những gì đã nói và những biểu hiện thì tự hồ lời đoán ấy có căn cứ, nhưng không chừng do ông ta trong tâm sám hối hoặc do mọi người và con cái thành khẩn nên được giảm nhẹ, chẳng đến nỗi đọa thẳng vào ngạ quỷ. Phương kế hiện thời là con cái và các quyến thuộc ấy, quyến thuộc ai nấy đều hãy nghĩ đến nỗi khổ của ông ta, cùng phát tâm tự lợi lợi tha, niệm Phật cho ông ta, cầu Phật rủ lòng từ tiếp dẫn vãng sanh. Nếu thật sự thành khẩn thì ông ta đều vãng sanh là điều có thể dự đoán được, do cha có mối tương quan tự nhiên, tâm Phật hễ cảm bền ứng. Nếu quyến thuộc thực hiện hở hững lơ là thì khó thể tiêu nghiệp chướng để được Phật tiếp dẫn vậy, ngàn cân treo sợi tóc, quan hệ cực nặng. Phàm là người niệm Phật, ai nấy hãy chuyên chú thật sự đối trị tập khí của chính mình, tạo thuận tiện cho người khác. Chuyện gì nên nói, dù người ta có thù với mình cũng phải nói, khiến cho người ta hướng lành, lánh dữ, để khổ được vui. Thường luôn nói thẳng thắn, rành rọt với người khác những chuyện nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và đạo niệm Phật liễu sành thoát tử, dạy dỗ con cái lập nền tảng thái bình, tâm như sợi dây đàn thẳng tắp, lời nói chẳng lấp lửng, tâm niệm có thể phô bày thẳng thắn cùng quỷ thần, quyết chẳng làm chuyện trái nghịch thiên lý, thì đến lúc lâm chung chắc chắn chẳng có những hiện tượng đáng thương đáng xót ấy. Như vậy Hoàng hậu Giác chính là tiếp dẫn đạo sư của mọi người. Nhờ ông ta, mọi người sẽ được lợi ích lớn lao trong tương lai. Ông ta cũng sẽ nhờ vào tâm lực của mọi người mà diệt tội vãng sanh. Lời Quang nói đây chẳng phải là lời nói huề vốn, mà chính là lời bàn luận quyết định, chẳng khi dối vậy. Nếu chẳng nghĩ là đúng, xin hãy thỉnh vấn nơi bậc Pháp Sư Cao Minh và những bậc Thánh Nhân Đại Thần Thông. 14. Thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Tế, năm Dân Quốc 20-1931. Không ai chẳng mong sanh ra con cái tốt lành, nhưng 10 người hết 8-9 người dạy con cái ngoan thành hư, về sau bại hoại tiếng tăm gia đình, phá tan tổ nghiệp, trở thành hạng tầm thường bướng bỉnh, hoặc thành phường giặc cướp tệ hại, đặt sai căn bản. Nói chung là do chẳng biết cách yêu thương con, từ nhỏ mặc kệ cho nó quen thói, thì lớn lên chuyện gì cũng tự tùng tự tác, chẳng nghe răn dạy, đa phần cặp kè gần gũi bọn xấu xa, gây hại cho xã hội. Thiên tai nhân họa hiện thời phần nhiều là do những người chẳng biết cách làm cha mẹ ương thành. Nếu như những kẻ không được dạy dỗ đó từ thuở ban đầu được cha mẹ hiền khéo dạy, thì những kẻ làm hại cho xã hội đều là những người tạo lợi ích cho nước nhà. Những kẻ chỉ vẽ điều ác đều thành những người khuyến thiện hết, cõi đời chẳng mong thái bình mà tự thái bình. Đấy chính là đạo căn bản trọng yếu để thất phu thất phụ dự vào việc bồi đắp cho cõi đời bình yên vậy. Lúc ông đề xướng Phật Pháp, hãy nên vì hết thảy những người hữu duyên nói kèm thêm nghĩa này cho tường tận, khiến cho bọn họ ai nấy đều tự chọn hết đạo làm cha mẹ thì lợi ích lớn lao lắm. Còn cái càng quan hệ lớn hơn nữa, chọn chẳng được nuôi mà không dạy, khiến cho hiện thời nó gây trở ngại cho gia đình nó. Không dạy là để cho anh em, chị em đều chẳng tuân theo quy củ, mặc lòng phóng túng, tương lai quấy rối nhà chồng, về sau dạy hư con cái, khiến cho con cháu nhiễm phải thói xấu ấy. Nghĩa lý này nhiều người coi thường chẳng xét đến. Muốn gia đạo tốt lành, con cháu tốt lành đều phải tìm ở chỗ khéo dạy con cái. 15. Thư trả lời cư sĩ Lý Trọng Hòa, năm Dân Quốc 20-1931. Con gái xuất giá giảm nhẹ gánh nặng rất nhiều, xin hãy khuyên nó
nên chọn hết đạo làm vợ, hiếu với bố mẹ chồng, kính trọng chồng, hòa thuận với chị em dâu, rộng rãi với tôi tớ, vẫn giữ đạo niệm Phật, chớ lấy chồng rồi bỏ luôn không niệm, lại phải mềm mỏng khuyên chồng niệm Phật và quán Thế Âm để làm chỗ nương tựa cho tương lai. Làm được như thế thì người tôn kính thần che chở, chẳng gặp tai chướng, điều phước chuyện lành đều cùng tụ họp, chẳng những chính ngươi được vẻ vang, mà người ta cũng vì ngươi mà kính trọng lây cả cha mẹ sanh ra ngươi. Cho là nhà ấy có gia giáo, cho nên cô gái ấy từ nhỏ đã quy y Phật pháp, ăn chay niệm Phật, nay được tốt lành như thế. Nào phải chỉ cha mẹ được nở mày nở mặt, mà vị thầy ngươi quy y cũng được vẻ vang. Nếu chẳng hiển hiếu, ắt ngươi bị người ta ghét, đấy vẫn còn là chuyện nhỏ. Ắt người ta sẽ nói cha mẹ ngươi không có đức hạnh nên mới sanh ra đứa con gái chẳng hiển chẳng hiếu ấy. Ắt cha mẹ ngươi thường bị người khác nhục mạ, vị thầy ngươi quy y cũng bị người ta chê trách là chẳng thể giáo hóa ngươi thành hành hiếu kính. Mong cho bọn họ hiện tại làm con gái hiền, xuất giá làm vợ hiền của người ta, sau này trở thành hiền mẫu của người khác thì may mắn nào hơn. Xin hãy sáng suốt suy xét, bảo tường tận cùng bọn họ kinh Địa Mẫu, kinh Thái Dương, kinh Thái Âm, kinh Táo Vương, kinh Nhãn Quang, kinh Thọ Xanh, kinh Huyết Bổn, kinh Diệm Xa, kinh Phân Châu, vân vân, đều là ngụy tạo, hiềm rằng nữ nhân hiểu biết nông cạn nên thường tín phục, chỉ nên dạy họ niệm Phật. Nếu muốn niệm kinh, hãy nên niệm tâm kinh, văn ít, nghĩa lý phong phú, công đức vô lượng vô biên. Những thứ kinh ngụy tạo kia xét theo lý, tụng chúng còn bị mắc tội. Chẳng qua bọn họ dùng tâm trí thành niệm, nên cũng chẳng thể nói là hoàn toàn không có công đức. Chỉ được công đức do thành tâm nhưng rất nhỏ nhoi, sao bằng niệm Phật, niệm tâm kinh thủ thắng hơn. Niệm Phật, niệm tâm kinh công đức như biển cả, niệm kinh ngụy tạo chỉ được một giọt hoặc chưa được một giọt. 16. Thư trả lời cư sĩ Vương Thọ Bảnh, hai lá thư, năm Dân Quốc 20, 1931. 1. Tất cả những người xin quy y đều viết pháp danh trên đơn gửi lại. Do nhiều người quá nên cũng chẳng nói nguyên do của mỗi pháp danh cho từng người được. Chỉ mong ông bảo với họ nên chú trọng giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, quyết định niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới chẳng thẹn làm đệ tử Phật. Hiện nay thủy tai không xứ nào chẳng có, hoặc nếu không bị tai nạn này lại bị tai nạn kia, nói chung là nhân tâm quá hèn kém mà ra. Chúng ta lại đệ tử Phật nên lấy việc sửa sang cho đúng những thói tệ hiện thời làm nhiệm vụ, chớ nên thuận theo trào lưu khiến cho cõi đời càng bị suy hãm, không có mức cùng tổn. Ba người con của ông đều thông minh, nếu khéo dạy thành chánh khí, nếu khéo dạy sẽ thành chánh khí, hạng người có căn tánh tốt đẹp chánh trực. Nếu không, càng thông minh càng dễ tự lầm, làm cho người khác lầm lạc. Do vậy tôi đặt pháp danh cho Kiến Quốc là Huệ Lập, nghĩa là lập được thân thì hết thảy mọi sự đều có thể kiến lập được. Thân chính là căn bản của thiên hạ quốc gia và đạo Bồ Đề. Chẳng lập được thân thì trong đạo nghĩa chẳng thành được một sự nào. Đứa con thứ là Huệ Tuyền, thiên tư thông minh, dính ngộ, đáng mừng mà cũng đáng lo. Do vậy, đặt pháp danh là Huệ Thao. Nếu có thể giữ kín tài năng, nhũ nhặn chẳng phô phàng tài hoa, thế có thể thành chánh khí, có thành tựu lớn. Nếu thiếu hàm dưỡng, cứ ra vẻ ngạo nghễ khoe khoang, ắt chẳng hưởng phước, chẳng đạt thành tựu lớn lao được. Cô con út là Thúy Na, cũng rất có túc căn, đặt pháp danh là Huệ Diệu. Diệu nghĩa là hợp lẽ, thích đáng. Nếu sử dụng trí thông minh vào chuyện vô ích tổn hại thì trở thành trí huệ hèn tệ, chẳng gọi là diệu huệ. Nếu áp dụng trí ấy hợp lẽ thì mới gọi là diệu huệ. Những người thông minh hiện thời thường đem trí thông minh của chính mình sử dụng trong việc viết ra những chuyện tiểu thuyết khêu gợi trộm cắp, dâm dật, vượt lý, khinh miệt luân thường để khoe khoang văn tài, chẳng biết một hơi thở ra không hít vào được, thân sau trải qua bao nhiêu kiếp chẳng biết có được nghe những danh từ thiên địa phụ mẫu hay không. Nếu những kẻ đó không có cái trí huệ hèn tệ ấy, sao lại đến nỗi khổ sở cùng cực như thế? Vì vậy hãy nên vun quén sao cho cô ta nhất cử nhất động đều hợp với chánh đạo. Đối với địa vị mẫu nghi chốn quê cát hay bậc thầy nêu gương cho nữ giới trong tương lai đều có thể dự đoán được từ nơi đây. Huệ diệu có nghĩa là như vậy đó. Quang đã già rồi chẳng kịp thấy chúng thành tựu, nhưng hy vọng chúng sẽ được như thế ấy. Ông cũng nên thường bảo với chúng những lời ấy ngõ hầu, chúng nó nhìn vào cái tên nghĩ đến ý nghĩa,
đều đáp ứng được lòng mong mỏi vậy. 2. Phan Mậu Xuân đã muốn quy y, tự viết thư xin, sao chẳng có lấy một lời khẩn cầu, mà cũng chẳng có chữ nào tỏ vẻ nhún nhường. Nếu bảo là ông ta không biết, thì ông cũng không biết hay sao? Trong thế gian đi đường, muốn hỏi được người ta, còn phải chắp tay tỏ vẻ cung kính, huống gì quy y tam bảo, muốn nhờ vào đó để liễu sanh thoát tử, rốt cuộc lại xem như chuyện đối xử với người bình thường, thì thật là không thông hiểu sự việc quá sức. Quang nói lời này không phải là mong được người khác cung kính, mà là về lý thì phải nên như thế. Nếu không nói, suốt cả đời ông ta cũng chỉ là một người không hiểu chuyện vậy. Hoàng đế Thuận Trị nhà Thành lễ Ngọc Lâm Thiền Sư làm thầy, được đặt pháp danh là Hành Si. Vua viết thư cho đồ đệ của ngài Ngọc Lâm là Hành Sâm, còn ký tên là Pháp Đệ Hành Si Hòa Nam. Hòa Nam là dập đầu vậy. Hoàng đế đối với đồng môn còn như thế, huống là đối với thầy ư? Quy củ thơm thảo ấy hắn nên chẳng biết ư? Cổ nhân nói, hạ nhân bất thâm, bất đắc kỳ chân, chẳng hạ mình trước, người thật sâu chẳng đạt được lẽ thật. Chứ không nói thâm hạ ư nhân, nhân tắc tận tâm giáo đạo, hạ mình trước người thật sâu, người sẽ tận tâm dạy dỗ. Bởi lẽ chính mình chẳng thể sanh tâm cung kính, dù người ta có chịu dạy, nhưng trong tâm chính mình có những điều ngạo mạn gây chướng chẳng được lợi ích. Ví như trên đỉnh núi cao chẳng đọng một giọt nước, nên cây cối chẳng thể sung xuê được. Không riêng chỉ học Phật phải như thế, mà ngay cả học lấy một tài một nghề trong thế gian cũng phải như thế. Nghề nghiệp trong thế gian chỉ là cách kiếm sống bằng thân hay bằng miệng, còn Phật Pháp chính là nguồn cội của tánh đạo. Mối quan hệ nặng nhẹ cố nhiên khác biệt, vài vận một trời một vực. Xin hãy đem lời này đưa cho ông ta xem. Nhưng nay tôi chỉ quan tâm đến cái tâm, chẳng quản đến vẻ ngoài. Đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Mậu, nghĩa là dùng trí huệ để mình tự cố gắng khuyến khích người khác, khiến cho ai nấy đều giữ vẻ đơn thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, sanh tín phát nguyện, niệm thánh hiệu của Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Làm được như thế thì chính là chân Phật tử, nếu không chỉ có cái tên, chẳng được lợi ích thật sự. Những điều khác đã nói được tận trong bộ Giang Môn Lục, ở đây không viết cặn kẽ. Xin hãy nói với ông ta để luôn tận hết bổn phận vậy. 17. Thư trả lời cư sĩ Du Huệ Úc, năm Dân Quốc 20, 1931. Như nói gặp phải đại họa do công hạnh cạn mỏng, không có gì để nắm níu, rất có thể hoảng sợ quẫn trí, đánh mất chánh niệm, thì chỉ nên tin tưởng sâu xa rằng Phật lực, pháp lực, tự tánh, công đức lực, sức chỉ tụng trí thành đều chẳng thể nghĩ bàn. Đừng nói là không có tai họa, dẫu gặp đại họa cũng chẳng đến nỗi quẫn trí, vì có những lực ấy già bị. Phàm là con người hãy nên hành xử đúng theo địa vị, thì chẳng đến nỗi do cảnh ngộ không tốt đẹp mà bị quẫn trí. Phàm những kẻ quẫn trí vì gặp cảnh ngộ không tốt đẹp, phần lớn là do không có tín lực sâu xa, lại kèm thêm có ý niệm tiếc nuối cảnh trước, chẳng chịu buông xuống mà ra. Nhiều lúc gặp nạn, chỉ nghĩ cách tránh né, những chuyện khác đều chẳng lo liệu tới, nhất là chẳng bận lòng nghĩ đến. Do bận tâm vương vấn chẳng cởi gỡ được nên bị tổn hại vô ích. Do vậy nói, tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn, quân tử vô nhập, nhi bất tự đắc yên. Gặp cảnh hoạn nạn, sống theo hoạn nạn, không trong hoàn cảnh nào người quân tử chẳng được tự tại. Chữ nhập nên đọc là như, có nghĩa là đã qua. Sách Trung Dung ghi nhập nên vẫn ghi theo đúng như sách ấy, chứ thật ra là chữ như. Chúng ta nương dựa ở một câu Phật hiệu, càng khổ càng tích cực niệm, quyết chẳng đến nỗi lo bị quẫn trí không làm gì được. Nếu thường ôm giữ nỗi sợ ấy, lâu ngày sẽ thành bệnh, tâm bệnh khó trị nhất, chẳng thể không biết điều này.